căn nhà lá đơn sơ, nằm sâu hun hút trong xóm nghèo thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, là nơi cô mang chở che cho hai mẹ con, hai mảnh đời bất hạnh. Chồng mất cách đây 4 năm vì căn bệnh ung thư quái ác. Căn nhà nhỏ trong đồng sâu trống quắt, chỉ còn lại hai mẹ con chị Dương Thị Âu với nỗi buồn khôn nguôi và khoản nợ hơn 40 triệu đồng. Những tưởng bất hạnh rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn rồi cũng sẽ mất. Nhưng số phận dường như đang thử thách sức vóc của người đàn bà yếu đuối. Chị Dương Thị Âu lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh lao màng não. Đôi mắt của chị giờ đây không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối. Thì cha con mất lúc 2016, cha bệnh ung thư bao tử, nó lây lan lên gan với tim. Người chỗ chị tốn nhiều, mẹ cầm đất này kia thì không đủ tiền. Rồi sau đó thì giai đoạn cuối, rồi bác sĩ mới là kêu về nhà. Rồi qua Tết nếu mà có điều kiện lại thì lên để tiếp tục chữa trị. Rồi cha nằm trên võng, rồi kêu lúc đó cha không nghe luôn. Rồi xong khoảng 7 giờ thì cha mất. Lúc đó cha mất thì ở nhà mình, nhà con sập sệ, lá thì nó lủng nhiều lỗ, mưa xuống thì chỗ nào cũng dột hết trơn. Chỉ có là chỗ trên giường là không dột, còn kiểu mà mưa trướng thì nó bị tạt vô, phải lấy đồ che lại. Người ta thường bảo con không cha như nhà không nóc. Thường đứa con trai còn nhỏ dại, sớm thiếu vắng tình thương của cha, lại phải chịu cảnh cơm không đủ ăn, áo mặc không đủ ấm, lòng mẹ đau như cắt. Để chống đỡ cho căn nhà siêu vẹo dụng nát, chị Dương Thị Âu đành chấp nhận bán sức khỏe với công việc phụ hồ đổi lấy miếng cơm manh áo và lo cho đứa con trai duy nhất ăn học đến nơi đến chốn, hoàn thành tâm nguyện cuối đời của chồng. Dạ, lúc mà mẹ đi phụ hồ thì mẹ đang nắng, rồi mẹ nói chung mẹ mệt, chiều nào mẹ về mẹ cũng mệt mỏi, mẹ cũng đau nhức tay chân hết trơn, nên là thương mẹ cố gắng đi học. Nhưng mà tới cái lúc mà hết lớp 9 thì mẹ vừa đổ bệnh xuống, thì lúc đó thì không còn nghĩ tới cái chuyện nữa, chỉ cần là lo cho mẹ hết bệnh trước rồi tương lai thì tính sao. Có lần mẹ về, mẹ bị người ta quẹt, mẹ té xe, mẹ té cái đầu gối mẹ nó bị sưng, kêu mẹ ở nhà đi, rồi cỡ nào hết thành hẳn rồi đi làm. Thì mẹ nói là ở nhà rồi không có tiền để ăn uống, rồi không có tiền để con đi học, rồi sao. Cố chống chọi lại số phận khắc nghiệt, chống chọi lại với căn bệnh lao màng não, nhưng rồi sức cùng lực kiệt, chị Âu cũng đành ngã quỵ. Căn nhà nhỏ vốn đã ảm đạm nay càng buồn hơn. Giọt nước mắt bất lực của mẹ cứ lăn dài trên đôi má, khiến Kiệt càng xót xa. Bác sĩ nói là mẹ bị lao màng não, xong lúc đó thì nói là bệnh này thì có nguy cơ là sẽ bị không thể sống được. Thì lúc đó là tinh thần em suy sụp, không biết chi. Nói chung là mất mẹ không biết mình làm cái gì luôn. Mình 4 năm trước mình mất cha rồi, hôm nay năm rồi, tới giờ mình lại mất mẹ nữa thì hôm nay mình biết không với ai giờ. Kiệt nhớ cha. Giá như lúc này Kiệt có cha bên cạnh, giá như mẹ không phải lao động nặng nhọc đến đổ bệnh, giá như cha còn, Kiệt sẽ lại được tiếp tục đến trường. 16 tuổi nhưng Kiệt đã trở thành trụ cột chính trong gia đình, để có tiền chạy chữa thuốc thang cho mẹ
Mỗi ngày từ 4 giờ sáng, Kiệt phải thức dậy, một mình em chạy xe máy từ nhà qua tận Bến Tre để làm công việc phụ hồ, kiếm được 200.000 đồng. Dù có khó khăn vất vả, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để níu kéo chút hy vọng mong manh. 4 năm qua, thiếu vắng tình thương yêu của cha, Kiệt sợ lắm. Nếu một ngày nào đó, mẹ em cũng không còn, đến lúc đó, em phải làm sao? Mẹ ơi, con phải làm sao?